Nhưng mà bao lâu nay cô Nhi vẫn luôn nghĩ về anh Quân. Bằng chứng là cô vẫn còn giữ chiếc vòng sơ sinh của ảnh. Nên con mong cô giúp con để mẹ con ảnh nhận ra nhau. Bởi vì con không nỡ lòng nào để cô Nhi ra đi trong im lặng được. Cô Quỳnh, con cho cô thời gian suy nghĩ nha, rồi cô trả lời con. Em không biết phải làm sao nữa anh ạ. Em muốn nói hết sự thật với cậu, nhưng mà nhìn thấy bệnh nặng lắm rồi, em không thể để con vừa nhận lại mẹ ruột lại phải đổi khăn tang. Ngay cả bản thân Nhi nó cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà em không thể im lặng hoài như vậy. Làm sao em đối diện với anh Quân hả anh? Tại sao anh lại để em chịu đựng chuyện này một mình chứ? Sao anh bỏ em ra đi như vậy anh Khánh? Làm sao để anh nói cho em biết đi? Chị uống nước. Hôm nay sao em thấy chị có vẻ hốc hác tiều tị hơn trước vậy? Có chuyện gì sao chị không kêu em qua mà chị lại tới đây? Tôi muốn chú thu thập tất cả những chứng cứ liên quan đến thằng Hiệp. Tụi này bây giờ càng ngày nó càng quá quắt lắm rồi. Tôi muốn xóa sổ tụi nó. Nhưng chị cũng biết đó, ở trong cái giới này, nước sông không phạm nước giếng được. Nếu mà làm như vậy, em e rằng... Chú cứ làm như tôi nói đi. Làm liền đi. Dạ, em biết rồi. Alo, tôi nghe đây. Là tôi, Quỳnh đây. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Ngày kia tôi sẽ lên thành phố, gặp cô ở đâu thì được.
Bà gặp tôi có chuyện gì không? Nói qua điện thoại không có tiện. Được rồi, tôi sẽ nhắn địa chỉ cho bà. Vậy nha.